Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Hôm nay ta đẹp. Thưa quý vị, theo như anh Thơ tìm hiểu nguồn thông tin từ các chuyên gia hay là các bác sĩ da liễu thì anh Thơ được biết là tỷ lệ mà chị em phụ nữ trên 30 tuổi ở Việt Nam bị nám da khá là cao. Tuy là nám da không có ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng mà nó lại ảnh hưởng trầm trọng đến thẩm mỹ. Thường thì những cái vết nám da nó hay xuất hiện nhiều trên mặt và làm cho chị em phụ nữ của chúng ta cảm thấy giảm hoặc là mất tự tin rất là nhiều. Tại vì chị em phụ nữ thường quan niệm á, là nám da chẳng khác nào là một cái yếu tố tố cáo sự già nua cũng như là sự xuống cấp về mặt nhan sắc. Có lẽ chính vì vậy mà mặc dù anh Thơ cũng đã cập nhật rất là nhiều những cái thông tin, những cái kỹ thuật để mà điều trị nám da hiện nay ở những chương trình kỳ trước, nhưng mà anh Thơ vẫn nhận được rất là nhiều những câu hỏi, những cái phản hồi, những cái thắc mắc của quý vị liên quan đến chủ đề về nám da. Vậy thì ngày hôm nay, trước khi anh Thơ giúp cho quý vị tìm hiểu thêm một cái phương pháp nám da nữa, chúng ta hãy cùng lắng nghe một số cái tâm tư của chị em mà đang quan tâm đến vấn đề về nám da nhé. Bản thân mình cũng đã thấy xuất hiện một số dấu hiệu của sự nám da và mình theo một số thông tin trên mạng mình tìm hiểu thì mình cũng phân vân lắm, bởi vì mỗi phương pháp thì có một ưu điểm và nhược điểm khác nhau, cho nên mình không biết là tìm hiểu những cái phương pháp nào để cho phù hợp với làn da của mình. Trong môi trường làm việc văn phòng của mình có nghe rất là nhiều chị bàn tán xôn xao về cái vấn đề về nám á. Mình đứng ngoài cuộc mình nghe rất là nhiều mỗi người mỗi ý như vậy á. Mình cũng không biết phương pháp nào mới là phương pháp tối ưu. Nhiều biện pháp trị nám hiện nay mà mình tham khảo trên mạng thì những cái biện pháp có một cái ưu điểm của nó, nhưng mà nhiều chị em cũng phàn nàn là không có đạt như là mình mong muốn. Mình cũng đang hoang mang không biết là có nên tin vào những biện pháp đó hay không. Thưa quý vị và các bạn, đây đúng là một vấn đề khá là nan giải đúng không ạ? Tại vì trên thị trường có quá nhiều những cái phương pháp trị nám da, ưu điểm có, nhược điểm cũng có, làm cho chị em dường như là đang bị rối bời trước một cái mê trận rất là nhiều những cái phương pháp điều trị nám da như vậy. Để giúp cho quý vị có một cái nhìn toàn cảnh hơn về những cái phương pháp trị nám da hiện nay thì ngày hôm nay anh Thơ rất là vui và cũng rất là vinh dự khi mà đã mời được đến phim trường của chúng ta hai chuyên gia. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Tiến sĩ bác sĩ Glenn, một chuyên gia đến từ Anh Quốc. Hiện bác sĩ đang là thành viên của Hiệp hội Laser Thế giới và là phó chủ tịch tập đoàn Lutronic. Hello, xin chào, rất hân hạnh được ở đây để cùng chia sẻ về công nghệ Spectra Laser với tất cả quý vị khán giả. Và tiến sĩ bác sĩ Văn Thế Trung, hiện đang là giảng viên chuyên khoa da liễu của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chào bác sĩ ạ. Xin chào anh Thơ, xin chào tiến sĩ bác sĩ Glenn và xin chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì cảm ơn hai bác sĩ rất là nhiều khi mà anh Thơ ngỏ lời mời thì hai bác sĩ cũng đã nhận lời. Đầu tiên thì cho phép anh Thơ được gửi câu hỏi đến bác sĩ Văn Thế Trung ạ. Và thưa bác sĩ, hiện nay có thể nói là nám da là một trong những cái bệnh về tăng sắc tố rất là khó điều trị. Thì không biết là trong cái quá trình mà làm việc của mình á, thì có những cái phương pháp điều trị nào mà được ứng dụng trong ngành da liễu hiện nay ạ? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Thơ. Đúng là nám da mặt hay là mình là một cái tình trạng mà rối loạn sắc tố ở trên da mặt thì khá thường gặp ở Việt Nam, đặc biệt là những người châu Á mà da vàng của chúng ta. Cho đến bây giờ thì điều trị nám da thì có những cái phương pháp điều trị chính như sau. Thứ nhất đó là những cái loại thuốc, những cái loại dược mỹ phẩm thì mình có thể sử dụng ở bôi trên da ha, để mục đích đó là nó ức chế tạo cái sắc tố ở trên da. Rồi cũng có thể dùng cái phương pháp là lột nhẹ, ví dụ người ta dùng những cái loại axit lột nhẹ đó, có thể nó tẩy cái sắc tố trên rồi nó thúc đẩy tạo tế bào mới, như vậy thì da cũng sáng hơn. Thì gần đây thì có những cái phương pháp mà ánh sáng trị liệu, thì ta dùng những cái bước sóng ánh sáng thì theo cái nguyên lý là những cái ánh sáng này nó phá vỡ những cái hạt màu xám á, màu chúng tôi gọi là hạt melanin đó. Thì nó phá vỡ đi để cái cơ thể mình hấp thu bớt cái chất đó. Thì một trong những cái công nghệ mà hiện đại để mà làm cái việc đó nó là cái ánh sáng laser. Thực ra thì laser lúc đầu người ta làm để mà điều trị những cái sắc tố khác, ví dụ như là xăm, xóa xăm hay là những cái bớt sắc tố. Nhưng mà laser điều trị nám ấy thì thực sự là rất là ít cái loại máy laser mà được thừa nhận là có hiệu quả trong cái điều trị nám.
Thì laser spectra là một trong những cái loại có thể nói là duy nhất là một loại được thừa nhận là có hiệu quả trong điều trị nám. Dạ thưa tiến sĩ bác sĩ Glenn, vừa rồi thì bác sĩ Văn Thế Trung đã cho khán giả rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến nám, đặc biệt là những cái phương pháp điều trị nám hiện tại xoay quanh dùng laser. Trong đó thì rất là thú vị là bác sĩ Trung có chia sẻ một cái đời máy mới, đó là Spectra Laser. Thì dạ thưa bác sĩ, không biết là đối với lại cái dòng máy Spectra Laser mới này á, thì cái nguyên lý hoạt động của máy như thế nào, và đặc biệt là nó có những cái ưu điểm như thế nào so với lại những cái dòng máy mà laser trước đây ạ? The Spectra with its laser toning. Spectra với laser toning là hệ thống laser duy nhất được FDA Mỹ chứng nhận tính an toàn và hiệu quả của hệ thống. Thực ra thì khi mà nghe bác sĩ nói đến đây, anh Thơ chợt nhớ là trong cái quá trình mà tìm hiểu về nám da, anh Thơ cũng biết được cái máy Spectra laser, và anh Thơ nhớ có một cái chi tiết đó là nói là cái dòng máy này thì nó có một cái công nghệ là gold toning. Không biết là có chính xác hay không ạ? Thì sẵn có bác sĩ Klein ở đây, thì không biết là bác sĩ có thể chia sẻ thêm với anh Thơ về cái công nghệ gold toning này có được không ạ? Well, the difference between the original laser toning and our new gold. Sự khác nhau giữa laser toning trước đây và gold toning mới chủ yếu là bước sóng. Khi chúng ta nói về việc laser tác động lên tế bào như thế nào, thì bước sóng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nghĩa là khi bạn thay đổi bước sóng là bạn đã thay đổi mục tiêu. Phương pháp laser toning trước đây với bước sóng 1064, bước sóng này hấp thụ melanin khá tốt. Thế nhưng với bước sóng 585 của gold toning thì phải nói chính xác là nó hấp thụ melanin rất tốt. Mà mục tiêu của việc điều trị nám chính là melanin. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể điều trị nám tốt hơn với gold toning so với điều trị phương pháp laser toning thông thường. Như tiến sĩ bác sĩ Glenn có đề cập tới cái vấn đề là bước sóng. Ông có đề cập đến là bước sóng 585 hay là 1064 nanomet vân vân. Thì nói bước sóng thì có nói chung là mình hiểu như thế này. Cái ánh sáng thì khi nó đến một cái vật thể nào đó thì nó tác động vô cái màu. Thì mỗi cái ánh sáng nó có cái bước đi khác nhau. Mình hiểu vậy đi. Thì cái màu melanin là cái màu sắc tố màu nâu á, thì nó được hấp thụ bởi một số cái bước sóng. Ví dụ như ông có đề cập tới cái vấn đề là gold toning là 585 như tôi nói, rồi so sánh với cái bước sóng trước đó như là 1064 nanomet vân vân. Thì cái máy này thì nó được một cái là nó thiết kế nhiều cái chọn lựa. Ví dụ trong cùng một máy mà mình có thể chọn lựa 585, mình có thể chọn lựa là cái 1064, tức là 1064 nanomet. Để khi mà mình điều trị á, thì mình có thể chọn lựa cái nám da này lúc này mình cần cái bước sóng này, lúc này mình cần bước sóng kia. Như vậy cái người bác sĩ làm dễ chọn lựa hơn và sử dụng nó thuận lợi hơn. Dạ thưa bác sĩ, với những cái ưu điểm của một cái công nghệ mới như vậy thì không biết là trong cái quá trình mà điều trị thực tế cho bệnh nhân của mình á, thì bác sĩ thấy là cái máy này nó hoạt động có thực sự hiệu quả như vậy hay không ạ? Nói về cái điều trị nám da theo cái công nghệ của Lutronic á, thì người ta chủ trương là điều trị bây giờ là điều trị cái năng lượng nó thấp. Do đó mà nó làm cho bệnh nhân nó không có đau. Và sau khi điều trị á thì không có bị sưng, hạn chế tối đa cái chuyện mà bị thâm sau khi mà bắn laser vô. Như vậy thì bệnh nhân dễ chấp nhận hơn. Dạ đúng rồi. Thì cái hiệu quả nó cũng cải thiện nhiều hơn, bởi vì có nhiều cái bước sóng mình chọn lựa nó đúng cái màu của sắc tố. Dạ đúng rồi. Không phải là tất cả các bệnh nhân, tất cả các loại nám đều sử dụng một cái bước sóng như vậy, mà nhờ cái công nghệ mới này mà mình có thể lựa chọn bước sóng phù hợp với từng bệnh nhân, từng cái loại nám khác nhau. Dạ thưa bác sĩ vậy thì với cái công nghệ mới này, và đặc biệt là với cái việc là ưu điểm mà mình chọn lựa từng cái bước sóng sao cho phù hợp như vậy á, thì khoảng cách của những cái lần điều trị thường là khoảng bao lâu, và anh Thơ biết là tùy từng bệnh nhân á thì sẽ có những cái khoảng thời gian điều trị khác nhau, thì thường là bệnh nhân sẽ phải lui tới bao nhiêu lần trong suốt cái quá trình điều trị như vậy ạ? Usually for laser toning we say a week.
Thông thường với laser toning khoảng cách là một tuần giữa các lần điều trị. Còn với gold toning, vì nó tác động đến các melanin trên da từng chút một, nên nếu bạn thực hiện phương pháp gold toning, thì khoảng cách giữa các lần điều trị là từ 1 đến 2 tuần. Với công nghệ điều trị này, mỗi lần sẽ làm mất đi một ít melanin, vì vậy chúng ta cần thực hiện 6 đến 10 lần điều trị cho bệnh nhân. Tuy thời gian điều trị dài, nhưng đây là phương pháp điều trị không gây đau rát, thậm chí không cần làm mát trong quá trình thực hiện, không cần thời gian nghỉ dưỡng, nên bệnh nhân sẽ vui vẻ quay lại để hoàn tất liệu trình điều trị, đặc biệt là khi họ nhìn thấy được kết quả. Dạ thưa bác sĩ, theo như anh Thơ được biết, đối với những dòng máy laser trước đây để điều trị nám á, thì thường á, là điều trị mà cải thiện được khoảng 50-60% là bệnh nhân đã hài lòng lắm rồi và cả bác sĩ cũng rất là hài lòng rồi. Thì không biết là với dòng máy mới này, tỷ lệ mà điều trị nám da của nó thì không biết là có tăng lên được chút nào không thưa bác sĩ? I would say that for conventional. Đối với những phương pháp cũ, chúng ta có thể mong đợi tỷ lệ 70-80%, nhưng với Spectra Laser, việc đạt được tỷ lệ từ 90-98% là chuyện chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng, thậm chí là 100% khi bệnh nhân tuân thủ đúng liệu trình. Vì nám da là một trong những vấn đề về da rất khó điều trị nhất hẳn, nên việc đạt tỷ lệ khoảng 90% đối với một số bệnh nhân đã là tốt rồi. Nhưng trong 2 năm thử nghiệm, chúng tôi đã thấy tỷ lệ này lên đến 100%. Nhưng thưa bác sĩ, nếu như sau khi mà cố gắng để mà theo đuổi hết liệu trình, đạt được cái kết quả như mình mong muốn rồi, thì liệu rằng có khó không để mình giữ, duy trì cái kết quả đó và có cần phải lui tới thường xuyên nữa để mà làm cái liệu trình đó nhắc lại để mà duy trì kết quả đó không ạ? Cái dễ nhất là mình chống nắng. Dạ. Mình hạn chế ra nắng hoặc là mình dùng kem chống nắng. Cái thứ hai là ví dụ như mình dùng thuốc ngừa thai chẳng hạn, hoặc là những cái vấn đề lo lắng suy nghĩ vân vân. Hoặc là trước đây mình sử dụng những cái mỹ phẩm không đúng thì mình có thể mình đổi loại tốt hơn, hay là mình tham vấn bác sĩ chẳng hạn. Để mà hạn chế tái phát nữa đó, thì mình nên đến khám bác sĩ mỗi khi là mình thấy có một cái vấn đề đó nghi ngờ. Một cái dấu hiệu nhỏ nhất là mình nên đến bác sĩ đúng không ạ? Để cho bác sĩ có thể xử lý sớm thì cái liệu trình điều trị lúc sau này có thể nó đơn giản hơn, nó ngắn hơn, không phải như lúc đầu. Dạ vâng ạ. Câu hỏi cuối cùng thì cho phép anh Thơ được dành cho tiến sĩ bác sĩ Glenn. Dạ thưa bác sĩ, từ nãy giờ thì chúng ta đã nghe được rất là nhiều những cái sự tư vấn cũng như là những cái ưu điểm của dòng máy mới là Spectra Laser trong cái việc điều trị nám. Thì bây giờ xin nhờ bác sĩ là chúng ta có thể tổng kết lại một lần nữa về những cái ưu điểm của dòng máy này. Và bên cạnh đó thì bác sĩ cũng có thể dành một vài lời khuyên cho chị em phụ nữ nào đang quan tâm đến cái việc điều trị nám da và đặc biệt là bằng cái công nghệ là Spectra Laser, có được không ạ? I think the advantages of Spectra are... Tôi nghĩ điểm mạnh của hệ thống Spectra Laser chính là việc kết hợp giữa hai loại bước sóng của laser toning và gold toning. Nó không chỉ giúp cho việc điều trị nám da được hiệu quả hơn, mà còn giúp cho việc nám da lâu quay trở lại sau khi điều trị bằng hệ thống này. Vấn đề lớn nhất của nám da là có rất nhiều nguyên nhân, tia cực tím, gen di truyền, mất cân bằng hormone trong cơ thể, căng thẳng, v.v. Do đó, hầu như không thể nào điều trị vĩnh viễn việc nám da, nó sẽ quay trở lại. Nhưng với việc kết hợp hai loại bước sóng, chúng ta có thể giữ cho thời gian bị nám trở lại lâu nhất có thể. Chúng tôi đã tiến hành điều trị cho những bệnh nhân đầu tiên bằng hệ thống Spectra Laser là vào năm 2011. Theo dõi trong suốt 2 năm qua, hầu hết các bệnh nhân vẫn chưa bị nám quay trở lại. Và một điểm thuận lợi khác của hệ thống Spectra Laser là ở Việt Nam nó đã khá phổ biến. Theo tôi được biết từ những người bạn cũng như nhà phân phối, thì hiện giờ trên khắp Việt Nam có hơn 30 hệ thống. Tôi nghĩ sau này số lượng sẽ còn tăng lên. Điều đó có nghĩa là các bạn từ Bắc vào Nam có thể dễ dàng tìm được trung tâm có cung cấp phương pháp điều trị này. Việc điều trị nám da sẽ trở nên dễ dàng hơn cho phụ nữ, và tất nhiên là cả nam giới nữa, vì các quý ông cũng rất hay gặp tình trạng nám da. Ngày hôm nay một lần nữa cho phép anh Thơ được gửi lời cảm ơn chân thành đến hai bác sĩ đã dành thời gian quý báu của mình để đến tham dự chương trình và đã mang đến cho quý vị khán giả rất là nhiều những thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề nám da và trị nám. Cảm ơn hai bác sĩ rất là nhiều ạ. Thank you very much indeed. Cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng là qua buổi trò chuyện vừa rồi thì cũng đã mang đến cho quý vị thật là nhiều những thông tin hữu ích liên quan đến trị nám da và hy vọng là quý vị đã hài lòng. Còn nếu như mà quý vị có thêm thắc mắc nào nữa, không chỉ là về nám da không mà về làm đẹp, thì quý vị đừng ngần ngại liên lạc với anh Thơ nhé thông qua địa chỉ trang web là hômnaytadẹp.com. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.